chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thông tin hé lộ thân thế, ít người biết của bình luận viên bóng đá Tạ Biên Cương, chị gái là người đàn bà quyền lực ở VTV, nổi tiếng với nhiều câu nói bất hủ, không ít lần khiến khán giả cười té ghế trong các trận bóng đá, nhưng không nhiều người biết Tạ Biên Cương chính là em trai của nhà báo Tạ Bích Loan. Cứ mỗi mùa bóng đến, không chỉ các cầu thủ và đội tuyển phải tập luyện và thi đấu nỗ lực để mang đến những trận cầu tuyệt vời cho người hâm mộ, mà ngay cả những bình luận viên cũng phải nỗ lực làm việc không kém. Không phải khán giả nào cũng có cơ hội được ra sân, theo dõi trận đấu trực tiếp, nên vai trò của những bình luận viên là vô cùng quan trọng đối với các cổ động viên xem truyền hình. Trong dàn bình luận viên thể thao của đài truyền hình Việt Nam thì có lẽ cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Tạ Biên Cương. Không chỉ đơn thuần mang đến những thông tin đang diễn ra trên sân cỏ, mà với lối bình luận nhiều cảm xúc, có sự hài hước và đặc biệt là những câu nói bất hủ, Tạ Biên Cương đã đem lại cho hàng triệu cổ động viên không khí và sự thích thú như đang trên sân thực sự. Hẳn người hâm mộ vẫn còn nhớ khi U23 Việt Nam lọt vào tứ kết U23 châu Á, Tạ Biên Cương đã hét đến khàn cổ và xúc động nghẹn ngào. Sau nhiều bình luận xuất sắc, nhiều người đã phong cho anh biệt danh vựa muối, thánh lầy Tạ Biên Cương. Mỗi lần xem bóng đá, người hâm mộ không chỉ hồi hộp vì các pha bóng của cầu thủ trên sân, mà còn chú ý lắng nghe xem Tạ Biên Cương sẽ đưa ra bình luận gì thú vị. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thánh phát ngôn của giới bình luận viên bóng đá Việt còn có một thân phận khác, là em trai ruột của nhà báo nổi tiếng Tạ Bích Loan. Tạ Biên Cương sinh năm 1982 tại Hà Nam, từng tốt nghiệp trung học phổ thông Phan Bội Châu Hà Nội và là cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nơi sản sinh ra hàng loạt thế hệ biên tập viên, MC nổi tiếng của đài truyền hình lớn nhỏ trên cả nước. Ngay từ khi anh bắt đầu sự nghiệp làm bình luận viên truyền hình, Tạ Biên Cương đã khá nổi tiếng bởi vì những câu nói ấn tượng mạnh, thậm chí là gây tranh cãi. Chị gái Tạ Bích Loan của anh cũng là một nhà báo công tác thâm niên tại đài truyền hình Việt Nam, được công chúng biết đến rộng rãi và cũng có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong giới truyền thông báo chí. Ngày 1 tháng 7 năm 2017, Tạ Bích Loan chính thức kế nhiệm nhà báo Lại Văn Sâm, trở thành người đàn bà quyền lực, giữ chức vụ trưởng ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3. Nhà báo Tạ Bích Loan cũng được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 50 phụ nữ có ảnh hưởng tại Việt Nam. Bình luận viên Biên Cương là chủ lực của đài truyền hình Việt Nam thời điểm hiện tại. Anh là trưởng ban thể thao của đài truyền hình Việt Nam, nhưng vẫn tham gia bình luận mỗi khi có trận đấu quan trọng. Công tác tại VTV, bình luận viên Tạ Biên Cương cũng thường xuyên được làm việc trong các trận đấu có đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam và các đội bóng nổi tiếng khác. Ngoài bình luận trực tiếp các trận bóng đá, Tạ Biên Cương có tham gia làm biên tập viên cho chương trình 360 độ thể thao từ những ngày đầu. Hiện nay, anh ít khi dẫn chương trình này và lui vào quản lý. Anh được xem là bình luận viên nổi tiếng nhất ở Việt Nam bởi độ phủ sóng trên các kênh truyền hình và cộng đồng mạng. Phong cách bình luận của Tạ Biên Cương khiến nhiều khán giả cảm thấy sảng khoái. Hiện nay, anh có rất nhiều người khen ngợi bởi khiếu hài hước. Bình luận viên Tạ Biên Cương từng chia sẻ về công việc của mình. Trước lúc bước vào những giải đấu lớn như Euro, World Cup, chúng tôi đều phải chuẩn bị về mọi mặt, từ kiến thức đến sức khỏe. Chuyện nói sai là điều khó tránh khỏi với cường độ làm việc liên tục ở các giải đấu lớn. Rất mong mọi người thông cảm cho những bình luận viên như chúng tôi khi phải thức khuya bình luận các trận đấu như vậy. Được mọi người quan tâm quả là một hạnh phúc lớn, với những góp ý của cộng đồng mạng cũng giúp tôi sửa chữa và hoàn thiện mình hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.